Xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Phúc Lê của xóm miền Trung. Hôm nay mình với ông ba mẹ sẽ nhổ đào củ nén á mọi người. Đây nè mọi người, củ nén nè. Ba nó đứng nó rụng lớn, tưởng muốn cái ông cộng, cái ông cộng hề. Được cái chồm ra chỗ này chứ mấy mà chồm mùa xa ai nữa em kìa chứ sao á đó túc cái nguồn mí nè rồi nâng tốt đó. Nén này tốt quá mọi người, trị được bệnh này, ho nè, cảm nè, nhưng cái trùng đó tụi em cũng rất là ngon luôn. Đây là to nè. Cái con này nó to. To. Cái này mình lấy giống lại không á? Cái gì lấy giống này chứ sợ mất giống. Quá, tính ra mà không có không có không có ống là chuyện nhiều rồi quá hè. Sao? Sao không? Dẫn mưa, gió mưa đó. trồng củ nén là 4 tháng mới thu hoạch nữa mọi người. Chờ cái lá mà nó xanh tươi như là nó héo luôn, là nó cậu khôi vậy. Khô ra khô rõ này nè, rồi cái đồ này tươi rồi con héo rồi, anh rụt rồi nó được. Mới có trái. À, mọi người thấy không? Thuộc quả gia đình luôn, lớn nhỏ gì có không? Đi đồ nén đi. Đó, có hai đứa cháu nữa nè. À. Hai đồ nén cho ông nội đây. Có con gái nữa nè, gái Misa nè. Hello mọi người, giờ mà đồ con chúa nghe. Trời. Ở Sài Gòn người ta gọi là khu mỡ á. Khu mỡ mọi người. Đây, wow. Có chuối nè. Chuối nè. Đó. Tím đó nghe. Màu tím đó mọi người. Đúng không? Cái Sài Gòn phải là khu mỡ không biết, nhưng mà thấy nó khó anh hè. Đâu giống đúng không? Cái này là nó màu tím á, màu tím luôn á, nước sôi cũng ngon nè, canh nó chè. Quay anh đồ cái này nè, một củ nha mọi người, một củ nha. Đồ củ thứ hai nè, cái này là nó rụi xong rồi mình cái đồ nha. Đây. Đây. À. Lá nó héo hết trơn rồi hả? Lá héo rồi mới đồ được. Yeah. Quả thứ hai. Nhấn được một bao này anh.
làm sao kinh đó chứ. Tao cũng được chứ, không có tao lắm cũng được thôi. Trồng mà được thu hoạch là rất là tuyệt người nè. À, nhanh đẹp chưa? Đây ông nội đồ. Không. Ừ. Cái phần tốt cái này. Này cái này lớn nè. Cái này cầu ha. Wow. Cái chỗ này em đồ anh kêu em cáo nè, trống trống kêu em cáo. Chưa, cổ bố cũng đứng vô đây ngâu nè. To vậy nè. Ừ, đậu quá mọi người ơi. Thấy hấp dẫn rồi, và like và chia sẻ dùm cho mình nha. Ây. Wow. Wow. Yeah. Ê, thành quả đồ một dòng cho mình nha mọi người. Nè quá mua, để làm cái này. Tiếp nó thường được cái này. Nó là cái... Ghé ăn cái này không? Ghé ăn cái này không? Ghé ăn cái này không? Mới nặng. Đâu, giờ bỏ vô bố. Rồi để đi qua đồ hành. Tiếp tục hành trình là giờ mình đi đồ hành nữa nha mọi người. Nặng quá mà phải hai người lên đó mọi người nghe. Rồi vô đó để đó chồng lái xe trở về nha. Giờ nhựa đồ hành nha mọi người. Cách tỉa làm lấy hành này làm giống nè. Giờ mình tỉa hành, lấy hành này làm giống. Mì xoa nghe, chạy hồ lấy nhắc tí mì xoa. Sao à, hơn nửa tiếng mùa hè, đã nhìn là hơn ngầu hơn nửa tiếng mà được nè đó mọi người. Thơm lắm mọi người, xào bún rồi cũng mưa đã đậu tay rồi ngon lắm. Tôm đất nè, hành, đậu tay. Để bỏ vô bao về nhà thôi. Chào mọi người nha, hẹn mọi người những video lần sau. Chào mọi người.